Mình tên Tri Ân, mình đến từ Bến Tre. Thì mình theo học FPT Arena thì từ tháng 6 năm nay. Đến nay thì mình đã xong học kỳ 1 và bắt đầu vào chương trình của học kỳ 2. Thì trước đây là mình làm ở nhà nước ở Bến Tre. Sau đó tới tháng 4 thì mình bắt đầu quyết định là thôi theo đam mê. Thì bắt đầu mình mới xin nghỉ và mình học của FPT Arena thì tới nay được học kỳ 2 rồi. Năm 2020 vừa qua thì ba từ miêu tả là mình dùng từ là thay đổi, liều và hy vọng. Thì thay đổi có nghĩa là mình đã bước ra từ nhà nước, tức là 6 năm nhà nước của mình. Thì đó là sự thay đổi rất là lớn. Còn liều thì đó là quyết định cực kỳ liều. Nếu như mình thay đổi đam mê, mình theo đuổi đam mê mà mình bỏ cái khoảng thời gian đó thì gọi là liều thật sự. Còn cái hy vọng thì hy vọng thời gian tới với đam mê của mình thì mình sẽ ổn định được cuộc sống, sẽ theo đuổi đó, đam mê đó lâu hơn. Trong năm vừa qua thì do là trước đây thì mình có làm web các thứ, mà từ khi học các kiến thức tại FPT Arena thì các kiến thức nó bổ sung vô cái đam mê của mình rất là nhiều. Mình có thể tự thiết kế các icon, các thứ, các background theo ý muốn của mình. Thì đó là một sự thay đổi lớn. Thì trong năm 21 mình hy vọng mình sẽ update cái dự án của mình. Thì dự án của mình chỉ là trang web cung cấp ứng dụng nhỏ thôi. Thì trước đây thì nó cũng còn cái ví dụ như hình ảnh hoặc là icon các thứ thì nó còn vướng. Thì sau khi học FPT Arena thì mình nghĩ là năm sau khả năng nó sẽ update được thành công. Đầu tiên thì về bản thân mình thì hy vọng là qua năm sau thì cái dự án của mình nó sẽ update, cái đó là đứa con tinh thần của mình rồi. Thì hy vọng đó là cao nhất. Thì sau đó là ví dụ về trường. Thì về trường là mình hy vọng trong thời gian tới thì trường sẽ càng phát triển nhiều hơn nữa, để chúng mình sinh viên của mình nó sẽ càng tự hào hơn về trường. Còn về các bạn sinh viên hiện tại hoặc là tương lai thì thật ra thì các bạn chỉ cần cố gắng thôi. Trường thì thầy cô đầu giảng dạy là cực kỳ nhiệt tình. Bạn có thể là kiến thức của tại học tại FPT Arena bạn ra, bạn chỉ cần có thêm một ít kinh nghiệm nữa là bạn có thể đảm nhận tất cả các công việc.